cảnh vật thật là hữu tình. Bướm, bướm bướm kìa, bướm bướm đẹp quá. Trên đời này chỉ ghét nhất là bướm. Thuốc triệt bướm. Bướm đẹp đi hết rồi, chỉ còn ta là đẹp nhất chỗ này thôi. Ôi, chiều nay gió thổi y âm, một mình lặng lẽ âm thầm nhớ ai. Cứ đếm từ 1 tới 2, đếm hoài đếm mãi mà chẳng ai nhớ mình. Bỗng dưng tim đập thình lình, một dòng tin nhắn làm mình ngẩn ngơ. Sự thật hay đang là mơ? Điện thoại tin nhắn em Lan nè, nạp cho em cái cạc Mobi 200 ngàn. Trời ơi, tại sao đời Kiều lại khổ quá vậy? Ngồi ở lầu ngân bích chờ mãi mà chẳng ai tới rước đi. Trên trời có đám mây xanh à, chính giữa mây trắng, xung quanh mây vàng. Chó đâu kêu vậy? Là ta nè. Ta thấy nàng làm thơ hay quá cho nên mạo muội ghẹo nàng chút xíu thôi. Chàng là ai? Ta nên phú hậu, bậc tài danh, văn chương nết đất, thông minh tính trời. Tán gì? Dạ dạ kim cộng. Thì nói đại là kim cộng đi. Còn nàng là ai? Dòng do. Nếu như mà chàng lấy văn lấy thơ tự tả về chàng thì thiếp cũng xin mượn văn mượn thơ để tự tả về mình. Yeah, đầu lòng hai ả tố nga, Tuyết Kiều là chị em là thúy dân. Yo hết. Tôi đã đảng hậu vậy em? Dạ cho người ta ăn vậy thôi, ăn nhiều quá người ta bội thực. Chị em là Thúy Kiều hay Thúy Vân? Dạ em là Thúy Kiều. Chị Thúy Vân đâu em? Đi coi cười xuyên Việt rồi. Ôi vậy hả? Cổ vũ chị mình thấy tốt nha em. Ôi Thúy Kiều, một bậc mỹ nhân, nghe danh đã lâu nên mới có dịp gặp mặt. Thúy Kiều nè, nàng có thể cho ta một diễn phúc là nàng bước xuống đây trò chuyện với ta được không? Ừ, được thôi. Ai trời, sao mà cao quá vậy nè? Ôi trời ơi, sao này đung cao quá vậy? Chàng ơi, lại kéo tiếp xuống chàng ơi. Ta xin đỡ nàng xuống, ta xin đỡ nàng xuống. Trời ơi. Ây da. Chàng đúng là khỏe như trâu vậy. Chàng trâu ơi, đưa em về Vinh luôn đi chàng. Ồ, chi? Để đám cưới, đám cưới, đám cưới. Đám cưới lẹ, đám cưới lẹ. Khoan, sao mà cưới được? Mình mới vừa gặp nhau, đâu có hiểu nhau, đâu có cưới được em. Nếu mà muốn cưới là mình phải hiểu nhau, người vợ tương lai của ta cầm kỳ thi quả như thế nào. Nói về cầm kỳ thi quả thì chàng yên tâm. Cầm, nhà em có gì quý giá em cầm cố hết rồi. Kỳ, tính em kỳ lắm, cha má ở không được với em nên tống cổ em ra đây. Còn thi thì em có nhỏ bạn thân tên Thi. Còn quả thì khi mà chàng đi với em thì yên tâm, tai quả đầy đầu. Thi Kiều ơi, Thi Kiều, nàng hiểu lầm ý ta rồi. Ý của ta là ta muốn thử cái tài năng của nàng, tức là nàng ca hát nhảy múa ra làm sao. À, vậy là chàng muốn tổ chức một cái live show cho Thúy Kiều trên sân khấu này đúng không? Đúng rồi. Được thôi, nếu như vậy thì em xin mạn phép lấy sân khấu cười xuyên Việt để làm live show cho Kim Vân Kiều truyện. Nào, bây giờ chàng muốn em làm gì? Ta muốn nàng múa cho ta xem. Múa à? Chuyện nhỏ. Trời đất ơi, chị chàng kêu em nhảy múa, em nhảy múa chàng coi. Thôi, đừng làm nữa em ơi. Coi như tôi chưa thấy gì hết nha. Thôi bây giờ ta thử nàng cách khác nha. Ta thử nàng, nàng biết diễn không? Biết chứ. Nàng diễn kịch cho ta xem đi. À, được thôi. Ba con cô bác ơi. Anh chị em ơi. Lại đây mà coi. Làm cháu cho ba con ơi. Ôi, làm cháu rồi. Dập lửa, dập lửa. Một đốm lửa
kia. Em cầm ly, em múc nước tạt ào, múc nước tạt ào, múc nước tạt ào. Đốt lửa chưa hết dắt, trời ơi. Cầm xô tạt ào, cầm xô tạt, cầm xô tạt, cầm xô tạt. Hay quá em ơi, hay quá. Tiếp em, bây giờ làm con mèo đi ha. Mèo đúng không? Ừ. Làm con chó sói, làm con chó sói, làm con chó sói. Làm con chó canh nhà, chó canh nhà. Hay quá em ơi, nè 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 nghe. Bây giờ hả, nhảy xếp xe đen luôn. Nhảy xếp xe đen. Nhảy xếp xe đen. Cái gì đâu mà hết bắt tôi làm thú vật rồi bây giờ bắt tôi lột đồ tôi mới ngược coi nó làm sao. Ừ, như vậy nó mới tới bến em hiểu không? Lột đồ luôn cho anh. Bây giờ muốn lột đồ đúng không? Ừ, lột đồ hay là lột rồi đậu lương. Ờ như vậy cũng được. Ừ, đi lượt em, đi lượt, đi lượt, đi lượt, đi lượt, đi lượt. Nhanh cái gì mà nhanh, từ đó giờ thấy một cái nhan sắc lộng lộn của tôi hả? Trời đất ơi, tôi biết mà, người ta thấy nhan sắc đẹp thôi, tôi đẹp quá mà. Đó, thì nè, tóc nãy giờ tôi đổi nè ơi. Ngươi là con trai hả? Tại sao ngươi lại là con trai? Vậy thì tại sao tôi không được quyền là con trai? Đồ lừa đảo. Tôi không có lừa đảo. Ngươi lừa đảo. Ngươi lừa đảo tất cả mọi người đi ngang qua đây rằng ngươi một Thúy Kiều rất xinh đẹp. Tại sao những cô gái khác được quyền làm Thúy Kiều xinh đẹp, còn tôi thì không có quyền làm như vậy? Vậy tôi hỏi anh nè, nếu như bản thân anh là con trai mà anh có linh hồn của một cô gái và muốn mặc những bộ đồ đẹp như vậy để ca hát nhảy múa cho mọi người xem mà mọi người không chịu xem, mọi người không chịu chấp nhận anh thì anh đi đâu? Anh cũng sẽ như tôi thôi. Anh lui vào chốn hoang sơ này, bầu bạn với cây cỏ, bầu bạn với côn trùng, thì chỉ có chúng là chấp nhận tôi thôi. Tôi ngồi ở đây, tôi chờ ai đó đi ngang, tôi múa cho người ta coi để người ta công nhận giá trị của tôi. Nhưng không, ai cũng sợ và bỏ chạy. Và anh cũng như vậy. Anh tới đây, anh tìm vì anh nghe là Thúy Kiều đẹp. Rồi thì sao? Đúng là tôi đẹp đó. Nhưng khi đẹp, khi có cái này thôi. Bây giờ sự thật phơi bày rồi, anh cũng như những người kia chưa bao giờ thấy được giá trị của tôi. Vậy thôi, tôi đi về. Mà khoan, tôi chưa về đâu, còn đứa guốc nữa sao về được. Đứng lại đó, tôi đi. Quay về bên này. Đứng yên đó cho tôi. Anh làm gì tôi? Anh định làm gì tôi? À, có người định làm gì tôi? Có người định làm gì tôi? À, có người định làm gì tôi? Anh làm gì tôi? Tao có làm gì đâu. Tại sao anh không làm gì tôi? Trời ơi, cho tôi mừng đi trời ơi. Trời, tao nói cho người biết, ngươi nói là không ai nhìn nhận được giá trị của ngươi. Vậy bây giờ tao muốn thấy giá trị của ngươi đó. Ngươi làm đi. Làm hả? Vậy là bây giờ anh vẫn muốn tôi làm nghệ thuật cho anh coi đúng không? Đúng. Được thôi, coi như đây là ân huệ cuối cùng tôi dành tặng cho anh. Khoan đã. Trời ơi, cái gì mà vậy? Gì? Mày đổi cái này vô nè. Đổi cái này vô làm cái gì? Trời ơi, giống con gái. Tại sao anh lại muốn tôi làm như vậy? Đổi cái này vô rồi nhìn người giống con gái lắm. Nhưng phải làm cái gì nghiêm túc đàng hoàng nữa chứ. Từ trước tới giờ tôi luôn làm điều này một mình, chẳng ai làm cho tôi hết. Bây giờ có anh rồi, tôi hứa tôi sẽ làm một nghệ thuật đàng hoàng cho anh xem. We'll be right back.
Hay quá Thúy Kiều ơi, hay quá Thúy Kiều ơi, ta đã nhìn thấy được giá trị thật của nàng rồi. Bây giờ chàng đã thấy được giá trị thật của con người thiếp, vậy chàng có chịu thương thiếp không? Không. Bỏ chị xuống, chị thử thằng này khô máu nè. Vậy nãy giờ bắt tôi làm cái này cái kia hết con khùng con điên, giờ tôi kêu một cái vũ đoàn đã muốn chung với tôi, nó không làm sao? Thế không, không thương nàng được, nhưng mà ta chấp nhận. Chấp nhận cái gì mà chấp nhận? Ta chấp nhận nàng, kể từ bây giờ ta sẽ nhận nàng làm chị em. Trời ơi, đây là tôi có thêm một thằng em thứ 10